chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân. Hương vị tình thân tập 114, Long nói cho Nam biết sự thật về ông Sinh. Khi ông Sinh vướng vào vòng lao lý cũng là lúc Long quyết định nói ra thân phận thật của Nam trong Hương vị tình thân tập 114. Trong Hương vị tình thân tập 113, ông Sinh đã bị bắt vì tình nghi giết người. Long cũng bị nhận giấy triệu tập từ công an để lên làm việc vì liên quan đến ông Sinh. Trong Hương vị tình thân tập 114, lên sóng tối ngày 27 tháng 9, Nam nói với gia đình nhà chồng rằng mình là con nuôi của ông Sinh khiến ai cũng ngỡ ngàng, đặc biệt là bà Xuân. Cứ hỏi đi hỏi lại vì không tin Nam lại là con nuôi của một kẻ tình nghi giết người. Trong lúc Nam rối bời, Long lại một lần nữa ở bên an ủi cô vì hơn ai hết. Long biết Nam chính là con gái đẻ của ông Sinh. Bây giờ khi biết bác Sinh đã từng là kẻ giết người, khi gặp lại bác ấy em có sợ không? Có sợ đúng không? Hoặc là cảm thấy không được thoải mái nữa? Thế nên bác Sinh mới không muốn nói thân phận thật sự của mình cho em biết. Đôi khi con người ta nói dối cũng chỉ vì muốn giữ lại những điều tốt đẹp nhất cho những người mình yêu thương thôi. Anh tin là bác Sinh cũng cảm thấy rất đau khổ khi phải giấu em điều đó. Sự việc ông Sinh bị bắt khiến cho bà Sa như ngồi trên đống lửa. Bà Sa hỏi đi hỏi lại ông Tấn có liên quan đến vụ việc hay không, nhưng ông Tấn một mực phủ nhận. Em chỉ sợ anh dồn hắn đến tội chết một lần nữa. Chó cùng rất dậu, nó sẽ khai ra thằng Dũng là con của anh. Lúc đấy cái thi biết chuyện, bọn trẻ sẽ thế nào? Ông Sinh có được minh oan hay không? Việc ông Tấn là kẻ giết người có bị bại lộ không? Nam sẽ biết ông Sinh là bố của mình chứ? Chúng ta cùng nhau đón xem những tình tiết mới nhất trong bộ phim Hương vị tình thân tập 114 nhé.